Kết vị nghiên cứu mới nhất của Trung Quốc cho thấy loài khỉ được dạy để nhận thức bản thân trong gương. Cũng giống như con người và các loài linh trưởng lớn, những con khỉ nâu nay cũng có thể tự nhận thức bản thân trong gương. Theo một nghiên cứu mới cho thấy, loài khỉ hiện đang được dạy để tự nhận ra hình ảnh phản xạ của chính mình. Theo giáo sư, gòn nàng đến từ cơ sở nghiên cứu các loài linh trưởng, thuộc Viện Khoa học Sinh vật học cho biết các nhà nghiên cứu đã bí mật nhuộm màu lên mặt con khỉ. Tuy nhiên, khi con vật nhìn thấy ảnh của mình trong gương, nó đã lập tức dùng bàn tay để sờ lên mặt, tương tự như con người. Nhóm nghiên cứu của gòn đã sử dụng 3 bài kiểm tra để huấn luyện cho những con khỉ nâu. Sau từ 2 cho đến 5 tuần tập luyện với phần thưởng là thức ăn, những con khỉ đã bắt đầu nhận ra khuôn mặt chính mình được phản xạ trong gương. Đây là nghiên cứu đầu tiên trong vòng 40 năm thí nghiệm để mang lại kết quả như trên. Gon hiện đang hy vọng là phát hiện của nhóm sẽ có thể được dùng các liệu pháp điều trị giúp đỡ những người bị khuyết tật tâm thần và mất đi khả năng nhận ra chính mình trong gương. Tuy nhiên, không phải con khỉ nào cũng có thể vượt qua những bài kiểm tra của Gon. Điều đó khiến các nhà khoa học tỏ ra nghi ngờ về những thử nghiệm chứng minh khả năng tự nhận thức ở loài khỉ.